Hello các anh em, thì như mấy hôm trước mình có post trên tag cộng đồng, đó là từ đây mình thử nghiệm một dạng format video mới có tên là review bộ sưu tập Nữ Hoàng các anh em. Thật ra thì nó không có một cái gì đó to tát cả, anh em nếu như có nhã hứng thì hãy gửi ảnh bộ sưu tập Nữ Hoàng các anh em, và mình sẽ có một dạng như kiểu là reaction, một dạng kiểu cảm nhận bộ sưu tập Nữ Hoàng và cái đánh giá trên quan điểm của mình, đó là các anh em mua như thế này đã ổn chưa, và theo cái kinh nghiệm của mình thì là chúng ta cần nên bổ sung ví dụ mùi gì, nhóm mùi gì đấy, một dạng như thế anh em trao đổi thôi, chứ không nhất thiết là mình bảo là chúng ta phải hạ tiền, cũng không phải đó. Thì đã có một số các anh em gửi ảnh đó cho mình, và trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video đầu tiên về thể loại này, đó là mình sẽ reaction bộ sưu tập của một số các anh em đã gửi ảnh cho mình. Ok, và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì anh em hãy subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Ok, lên đường. Trước tiên chúng ta hãy cùng ngắm bộ sưu tập Nữ Hoàng của một bạn có nick fake là Nguyễn Nhân. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là like của nhà Jean Paul Gaultier với Entrame Lemay Le Parfum. Ở dưới thì có Trust Shady. Mình không nhớ tên đầy đủ của trang nước hoa này, nhưng mà nếu như anh em nào mà thích cái tông mùi của Lady De Lome và tìm một chai clone thì đấy là nó. Bên cạnh đó là Salvatore Ferragamo hai chai, Afnan Supremacy và có cả Club de Nuit nữa. Clone của Creed rồi, anh em mình không phải nói nhiều. Bên cạnh đấy thì là một số những chai nước hoa đều độ một tông mùi lịch sự nam tính và cổ điển, ví dụ như là Burberry London, Terre Hermès hoặc là Prada Homme. Đó. Ở ảnh thứ hai thì vẫn là những chai designer có thể gọi rất là phổ biến, ví dụ như là Toy Boy, Jimmy Choo Iceman, Montblanc Individual hoặc là Bulgari Nerori, YSL Y nữa. Có thể thấy rằng qua hai bức tranh ảnh đầu tiên mà của bạn Nhân Nguyễn này thì chúng ta có thể thấy đã đáp ứng được một bộ dạng như kiểu là basic, một bộ mùi hương cơ bản nước hoa dùng cho bốn mùa và đa dụng đó. Thế nhưng đấy mới chỉ là hai ảnh đầu tiên thôi nha anh em nha. Và trong ảnh tiếp theo thì bắt đầu đã thấy có cái sự đầu tư kiểu như là đã có số má hơn. Ví dụ như ở đây là Le Labo này, có thể thấy là có A13 này, Santa Barbara này, Line Replica hoặc là MFK, nếu mình đoán không nhầm là chai Grand Soir. Ở cái ảnh này có một chai nước hoa mình rất là thích, đó là chai Bulgari Man. Chai nước hoa này hiện nay đã bị diss rất là lâu và cũng rất là khó để tìm sản phẩm này, nhưng đây là một trong những chai mùi hương có thể gọi là xuất sắc của nhà Bulgari, được đánh giá rất là cao ở trên những cái cộng đồng hoặc là trên YouTube. Nhưng mà mình rất là nể người anh em này, tìm được chai này là cũng khét lẹt đấy, vì bây giờ là rất là khó để tìm. Ở góc trong cùng thì là có chai của nhà Rasasi La Ju Wam. Đây là một phiên bản clone của Tuscan Leather. Đó là cái thông tin mình muốn cung cấp cho anh em nếu như mà chúng ta yêu thích cái mùi hương của Tom Ford nhưng mà muốn rẻ hơn đó. Nói chung là đến ảnh này là bắt đầu đã thấy có đầu tư rồi. Sang ảnh tiếp theo thì là có một vài sản phẩm của nhà Sekaluten, nhưng mà ở đây bạn ấy chụp không có tên nên mình không biết là chai nào, nhưng đa phần về cơ bản mùi hương của Sekaluten nó có một cái hơi hướng, nó hơi trầm lắng, nó hơi buồn buồn một chút đó, nó không có một cái gì đấy nó gọi là tươi trẻ ào ạt tràn đầy năng lượng, mà nó luôn luôn có một cái xu hướng nó hơi gọi là lắng đọng. Do vậy là mình nghĩ rằng Sekaluten nó hợp với các anh em đã trưởng thành hơn là các bạn trẻ đó. Có cả bộ Kilian 50 sắc thái, bộ này mình không thích, bộ này mình không thích cho lắm. You Are Someone Like You là mùi bạc hà này, Tom of Finland và 69, hai chai nước hoa khá là phổ biến của nhà này, nước hoa nhà này khó đọc tên, cái gì nhỉ, Italy Bring Dorange. Nhà nước hoa này chuyên làm những cái mùi dị dạng, và nếu mà ở trên thị trường Việt Nam thì Tom of Finland và 69 thì được khá là nhiều người biết đến. Ở đây thì mình rất là thích người anh em này có sưu tập một vài chai của nhà Dietrich đó, có đồ sơn, có tam đảo, và bản đồ sơn bản tam đảo này cũng là ấy đấy, cũng là hơi bị ghê đấy. Nói chung là người anh em này hơi biết đầu tư, sưu tầm những cái chai vintage là hàng hiếm nể đấy. Tiếp theo một vài ảnh cuối cùng thì chúng ta có thể thấy là
có Joe Savage này, Line của Lalique and Kerenor và những cái chai của các chị em ví dụ như Scandal, Light Blue đó. Và đặc biệt ở cái ảnh này mình rất là phê bởi vì là toàn đồ cổ thôi, ví dụ như là Chanel Number 5 này, Guerlain Misoko này, Dior. Anh em có thể nhìn thấy tem nhãn đều đã biết là đã có phong ba thời gian rồi. Đấy, mình nói thật là mình nhìn mình thấy rất là thèm. Mặc dù về giá trị mùi hương thì rất là khó xịt, bởi vì đồ cổ mà, xịt thì chưa chắc anh em mình đã thích đâu. Nhưng về cái giá trị về lịch sử nó còn nhiều, nó còn nặng đòn hơn, nó còn phê hơn so với cái giá trị về mùi hương. Nếu mà được thì anh em mình trao đổi nhá. Thì đấy là bộ sưu tập nước hoa của bạn Nguyễn Nhân. Phải nói thật với các anh em là có rất rất nhiều những điểm mình thích ở bộ sưu tập này. Điều đầu tiên đó là những cái chai đã ngừng sản xuất và những bản vintage. Khi mà đã săn đồ cổ thì ngoài cái chuyện tiền bạc ra thì cái công sức mà chúng ta bỏ ra để mà săn lùng nó còn đôi khi nó còn tốn hơn là chuyện tiền bạc. Do vậy đấy là một cái điểm mà mình rất phải nói thật là mình rất là khoái của bộ sưu tập này. Điểm thứ hai chúng ta có thể thấy là không biết là người anh em này gọi có phải là nhìn xa trông rộng lo sau này mình già hay sao mà đã mua thủ sẵn những cái line nước hoa mà nó thiên, có nghĩa là có cả những cái line nước hoa rất là trẻ trung, rất rất là chơi bời, ví dụ là của Jean Paul Gaultier, nhưng đồng thời cũng sở hữu những cái line nước hoa mà classic cổ điển và đã giống như kiểu trưởng thành sâu lắng rồi, ví dụ như là Sécolutène hoặc là Encrenoir đó. Thì có nghĩa là rằng cái biên độ của bộ sưu tập này rất là ok. Thích trẻ trung thì có trẻ trung, và thích gọi như kiểu là ông cụ non thì cũng sẽ có những mùi hương đấy. Do vậy thích nhạc nào cũng nhảy, thích thì là chơi thôi. Đấy là cái điểm mình khá là thích ở bộ sưu tập này. Tuy nhiên thì mình có một góp ý nhỏ với bạn Nguyễn Nhân về bộ sưu tập nước hoa này. Đó là bạn ấy đang gần như là bỏ ngỏ hoặc là không có một chai nước hoa nào có liên quan đến những mùi hương của xạ này, citrus hoặc là spicy đó. Mặc dù đấy đều là những mùi hương có thể gọi là cơ bản, rất rất là cơ bản của nước hoa nam, thế nhưng trong bộ sưu tập nước hoa của bạn Nhân lại không có. Hoặc nếu như mình không may mình bỏ sót một hoặc hai chai nước hoa thì ok, nhưng về cơ bản thì là không quá nhiều. Đấy là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì là chúng ta có thể là thiếu floral một chút, không sao cả. Chúng ta có thể thiếu forger một chút, không sao cả. Bởi vì hiện nay về cơ bản thì là citrus, trái cây, spicy, cay nồng đó, hoặc là mùi hương của musk, xạ, đấy đều là những cái mùi hương rất rất là cơ bản, và có rất rất nhiều những cái chai ngon của nước hoa nam. Thì bạn Nguyễn Nhân nên, đây là mình góp ý thôi, bạn nên cân nhắc và bổ sung thêm những cái chai nước hoa nào theo cái hướng nắm mùi đấy. Bởi vì là khi mà chúng ta đầu tư, đã xác định là đầu tư để sưu tập thì nên cố gắng là làm sao mà nó có một cái nhìn nó tổng quan, không nên chú trọng quá vào một nhóm hương nào, thì nó thừa thì lại thừa mà thiếu thì vẫn là thiếu đó. Thì đấy là cái reaction của mình về bộ sưu tập nước hoa của Nguyễn Nhân. Còn anh em mình đến với bạn tiếp theo nhé. Tiếp theo đó là bộ sưu tập nước hoa của bạn có nickface là Long Tiêu. Chỉ có một ảnh thôi, may quá. Thì chúng ta có thể thấy rằng là tất nhiên rồi, cũng rất là basic, có những cái mùi rất là basic để sử dụng trong bốn mùa, ví dụ như là Nautica Voyage đó, Dior Sauvage, Terre Immense hoặc là Oolong Cha đó. Lịch sự thì có Creed Aventus hoặc là Nichen, Hachivat đó. Chơi bời tí thì là có Dior Sauvage này, La Dieu de l'Homme đó, Baccarat Rouge. Nói chung đều là những cái mùi hết sức là basic đó. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình rất rất là không thích bộ sưu tập của bạn Long Tiêu này, đó là có quá nhiều mùi trùng lặp nhau. Ví dụ như ở đây bạn ấy đã có Creed Aventus rồi, thì bắt đầu là nào là Mancera Cedrat Boys này, nào là Hachivat này, nào là Amap Club de Nuit Intense này, chắc là có cả bản Limited nữa đó, hoặc là như có cả Afnan Supremacy nữa. Có nghĩa rằng một cái tông mùi dù nó có
khác nhau như thế nào, nhưng đối với mọi người ngửi thì người ta không bao giờ phân biệt được đâu là cái sự khác biệt, mà người ta chỉ thấy là nó giống nhau. Thì ở đây bạn ấy mua mấy chai rất là nhiều, mình cảm thấy là không cần thiết đó. Và ví dụ như là Baccarat Rouge 540 chẳng hạn, thì đã có chai đấy rồi lại còn mua chai phiên bản clone nữa, đó là Afnan Violet đó, hai mùi giống nhau. Mình cảm thấy là không cần thiết đó. Và đấy là bộ sưu tập hoa của bạn Long Tiêu. Như mình đã nói lúc nãy, đây là một bộ rất là basic, bốn mùa các dịp đều có. Tuy nhiên thì mình vẫn có một vài lời góp ý đến với anh bạn của chúng ta. Điều đầu tiên, đó là bộ sưu tập nước hoa của em, anh cảm thấy rằng hơi bị thiên hơi nhiều về mùa đông đó. Còn mùa hè thì có thể là do sở thích của em là dùng đơn giản, nhưng anh thấy rằng mùa hè của em hơi ít những sự lựa chọn. Anh thấy đây như là có Nautica Voyage này là dùng ok, còn lại ví dụ Cap de Nuit hoặc là Oolong Cha thì với cá nhân anh thì nếu mà thời tiết nóng thì còn ok, còn nếu mà quá nóng thì thực sự xịt hai mùi hương đấy cũng không là một cái sự dễ chịu cho lắm. Do vậy nếu mà có thể thì em nên bổ sung thêm một hai chai nước hoa mùa hè nữa để mà chúng ta có thêm cái sự linh hoạt đó. Cái thứ hai đó là em lặp lại quá nhiều mùi hương giống nhau. Creed, em đã có Creed rồi, em lại còn bổ sung thêm một đàn đệ tử mùi na ná nhau, anh thấy là không cần thiết. Mà ví dụ như cả Baccarat Rouge nữa, đã có bản chính rồi, bản xịn rồi, lại còn mua thêm bản clone, không hiểu để làm gì đó. Và cái thứ ba đó là nếu như mà em vẫn đam mê với mùi hương này thì cũng là lúc em nên tìm cho mình những cái chai mà nó không cần phải, em không cần thiết phải mua thêm những chai phổ thông nữa, trừ một hai chai mùa hè mà anh góp ý với em. Còn lại thì nếu như mà em có ý định mua thêm thì đây cũng là lúc mà em bắt đầu tìm những cái chai mà nó có sự cá tính, có thể ít người biết đến hơn. Đó có nghĩa là lúc đấy là mình không phải là mua để cho bộ basic và bộ căn bản nữa rồi, lúc đấy là mình sẽ bắt đầu phải tìm những cái gì mà nó lạ, độc lạ, một cái gì đấy, một cái gọi là một hướng đi mới đó. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về bộ nước hoa của bạn Long Tiêu. Nice. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bộ sưu tập của bạn Nick Faye, rất là tây, Carter James đó. Chỉ có 6 chai thôi. Ok. Có thể thấy là người anh em này có xu hướng chọn những cái tông mùi nó hơi nhẹ nhàng, thanh tịnh, ví dụ như là trà đen của Bulgari này, Bulgari Pure Home, Bulgari Pure Home Extreme hoặc là Oolong Cha đó. Đấy là những cái mùi trà nhẹ nhàng, tình cảm. Cocaine thì gọi là cocaine vậy thôi, giật gân thôi, nhưng mà mùi nó đúng như kiểu là đúng mùi bánh khảo đó. Còn Alexandria, chai Lost and Heaven này thì mình không biết, còn chai Alexandria này thì chắc lại là một cái bản clone nào đấy của một chai nào đấy, bởi vì nhà này chuyên làm mùi clone. Chúng ta có thể thấy bộ sưu tập nước hoa của bạn Carter James này rất là nhẹ nhàng và thanh tịnh. Do vậy nếu như bạn vẫn có cái xu hướng theo cái style này thì bạn nên tham khảo ví dụ như là cái line Guerlain Aqua Allegoria, nó có mùi cam, quýt, bưởi, bạc hà, nói chung đấy đều là những cái tông mùi cũng rất là nhẹ nhàng, thì bạn nên tham khảo và mua cái line đấy, bởi vì cái thứ nhất là bạn sẽ mở mang thêm được những cái nốt mùi mới và nó vẫn đảm bảo được cái sự nhẹ nhàng, cái không phải là ồn ào phô trương giống như cái sở thích của bạn. Mà cái nữa là chúng ta sẽ mở rộng được thêm những cái concept mùi mới đấy. Thì đấy là cái góp ý của mình với bộ sưu tập nước hoa của Carter James. Thì vừa xong mình vừa reaction một vài bộ sưu tập nước hoa mà các anh em đã gửi ảnh đến cho mình. Còn một vài người anh em nữa thì mình sẽ hẹn trong video tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào tạm biệt và hẹn lại các anh em trong những video mới nhá. Ok, bye bye. Quên, rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này nhá. Ok, bye bye.